Dựa theo cốt truyện không có thật về sự sáng tạo của nhóm The Remy, Lọ Lem là một cô công chúa nhỏ, nhưng không may mẹ qua đời. Vì lo cho con gái nên người bố đã cưới vợ hai để có thể chăm nom cho con. Nhưng bà mẹ này cùng với hai đứa con riêng của họ ngày ngày bắt nạt, chèn ép Lọ Lem khiến nàng mất đi sự ngây thơ hồn nhiên vốn có. Chạy em ơi. Đang ở đâu? Ở đây.
Ôi, vừa hít. Nhưng thật tiếc, nàng không phải người con gái ta tìm kiếm. Xin lỗi là... Ôi, ta đây, con chúa ta. Ta đây. Em biết mà. Đúng giày của em rồi. Nàng hãy cùng ca về bẩm với vua cha để quản lý làng. Dạ, em đồng ý. Vậy trước khi về, anh có thể tặng chàng nụ hôn được không? Được chứ. Chàng hãy nhắm mắt lại đi. Nhắm đây. Hồ yêu. Cuối cùng nhờ vào phép thuật của mình, bà Tiên đã thôi miên hoàng tử chiếm lấy vị trí vốn thuộc về công chúa. Hồn và thư ấy sống bên hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau. Lèm của tao không? Lèm à? Phải vụt đâu? Cứ tưởng trong chuyện cổ tích người ta bảo ở hiền thì gặp lành, hóa ra lành ít lừa thì nhiều hơn. Mẹ ơi! Ôi mẹ đây! Lèm à. Con! Con vừa bị cái bà Tiên kia bà ấy lừa cơ. Ôi dồi ôi, lớn như thế này rồi còn bị lừa á. Dạ. Thôi nghe lời mẹ. Dạ. À, bây giờ mẹ có đăng ký cho con học trường CVC cùng mẹ hai chị hết. Dạ. Con có đăng ký học không? Con chốt luôn. Vậy bây giờ mình về ăn cơm nhé. Dạ. Xong rồi. Hóa ra mụ này mụ tốt phết. Nào ra.